Tới đây này. Ơi, hâm mơ này đẹp không? Đẹp. Ừ. Nhưng mà để tớ ra tiền cho. Trả tiền á? Ok nhé, tớ về đây. Ok. Bà chủ ơi, cái này bao nhiêu tiền? 11.000 một cái, hai cái là 22.000. 22.000 á? Mình có 20.000. Bạn ơi, bạn bớt cho tớ được không? 20.000 hai cái nha. Nhưng mà cái gì? Tớ chỉ có 20.000 thôi. Đằng nào á, bạn tớ cũng cầm một cái chạy đi mất rồi. Nha nha. Không bạn ơi. Ôi không gì đây. Cầm lấy. 20.000 nhá. Thôi bán hết cho tớ, lần sau tớ lại quay lại nữa. Nhưng mà ngày hôm nay nhà tớ mua một tặng một mà. Vỗ tay.